ngày 28 tháng 2 năm 2021, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe bồn rẽ sang phải đường, cán lên xe máy đi cùng chiều và cô gái trẻ Huỳnh Thị Thanh Trúc đã ra đi mãi mãi khi em mới tròn 27 tuổi. Cả gia đình, bà ngoại, ba mẹ của Thanh Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ nhỏ, Thanh Trúc là cô bé ngoan hiền, chăm học và rất hiểu chuyện. Ba mẹ đi làm vắng nhà, Thanh Trúc thường xuyên ở với bà ngoại và được bà chăm sóc từ bé. Nỗi đau mất đi cô cháu ngoại khiến bà cụ xót thương đến quặn lòng. Không nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau của người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Từ ngày cháu ngoại mất, mỗi buổi bà cụ lại ra mộ thắp hương, lau bia ảnh Thanh Trúc trong dáng đi liêu xiêu và hai làn nước mắt lăn dài. Nhiều kỷ niệm với cháu thôi, không có khi nào quên được. Thiệt thì bây giờ tôi chết để cho cháu tôi sống tôi cũng chịu. Mà tôi chết liền chứ mà tôi gặp cháu tôi liền tôi cũng chịu. Chịu cái đơn gì tôi cũng chịu. Đêm nào cũng mơ tưởng chút, đêm nào mơ tưởng chút không ngủ được. Từ khi con mất, bà Nguyễn Thị Điệp vốn ít nói, nay dường như câm nín. Sự ra đi đột ngột của con gái biến bà thành người câm lặng. Nhớ thương con, bà Điệp cứ xem đi xem lại không biết bao lần ảnh của con. Và bộ quần áo Thanh Trúc thường hay mặc giờ đây là báu vật đối với bà. Mới đó thôi, mẹ con đi chùa cùng nhau. Mới đó thôi, Thanh Trúc còn nũng nịu nói không muốn lấy chồng để còn lo cho ba mẹ. Vậy mà giờ đây, bà Điệp chỉ còn thấy được di ảnh của con trên bàn thờ. Nghĩ đến con mà ông Huỳnh Văn Nghĩa xót xa không nói lên lời. Con gái dự định sau khi làm nền, cất nhà cho ba thì mới lo chuyện chồng con. Già Tết này con sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ đây, con lại đi mãi không về. Đau lòng đến thất thần, ông Nghĩa không tin là đã mất con gái thật rồi. Ngay khi biết tin Thanh Trúc tử vong do tai nạn, ban giám đốc, cán bộ và tư vấn viên của Bảo vệ Nhân Thọ Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình với lòng tiếc thương vô hạn. Thanh Trúc tham gia hợp đồng bảo hiểm An Phát trọn đời tại Bảo vệ Nhân Thọ Cần Thơ vào tháng 9 năm 2017 với mức phí quý hơn 2,5 triệu đồng, tương đương hơn 800.000 đồng một tháng. Tổng số phí tiết kiệm là hơn 27 triệu đồng. Đồng cảm với mất mát của gia đình khách hàng, Bảo vệ Nhân Thọ Cần Thơ hỗ trợ gia đình sớm hoàn tất các thủ tục chi trả nhanh nhất với số tiền 350 triệu đồng. Ngay khi hay tin khách hàng Huỳnh Thị Thanh Trúc tử vong do tai nạn, Bảo vệ Nhân Thọ Cần Thơ nhanh chóng cử cán bộ tư vấn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Huỳnh Thị Thanh Trúc. Công ty Bảo vệ Nhân Thọ Cần Thơ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hồ sơ chi trả cho người thụ hưởng là bà Nguyễn Thị Điệp, là mẹ của khách hàng. Sự ra đi của khách hàng Huỳnh Thị Thanh Trúc không có gì bù đắp được khoản mất mát lớn đau đó. Với số tiền 350 triệu là khoản để dành cho ba mẹ của khách hàng Huỳnh Thị Thanh Trúc để vượt qua khó khăn. Với công việc không ổn định và gia đình khó khăn, tin chắc rằng đây là số tiền mà khách hàng Huỳnh Thanh Trúc có thể là báo hiếu giúp cho cha mẹ. Trước di ảnh con, cùng với số tiền 350 triệu đồng chi trả quyền lợi rủi ro, bà Điệp nghẹn ngào từng tiếng. Lúc sống, con gái chăm chỉ hiếu thảo, đến khi mất đi rồi, con vẫn lo cho mẹ, con ơi. Con mua nhưng mà con để người thụ hưởng là mẹ. Thì tới đúng 18 năm thì con rút cái số tiền đó ra để con làm vốn. Tôi nói thì đúng rồi, thì con mua đi rồi. Rồi tới 18 năm đi thì cũng có số vốn, thì lúc giờ muốn làm gì mình làm. Tôi lúc đó có con rồi cho con đi học cũng được. Chứ mình mua bảo hiểm mình đâu mong muốn những chuyện rủi ro xảy ra. Người nào cũng vậy. Nhưng mà mình cũng không biết trước được chuyện gì. Không gì đau xót bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
cô gái trẻ Huỳnh Thị Thanh Trúc đã ra đi mãi mãi. Khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn của cô sẽ mãi còn đó. Trong niềm tiếc thương và nỗi đau mất mát khôn nguôi của những người thân, ước nguyện mua nền cất nhà cho ba mẹ của Thanh Trúc đã được thực hiện, và khoản tiền chi trả bảo hiểm rủi ro sẽ đỡ đần, giảm bớt phần nào sự vất vả nhọc nhằn của ba mẹ em. Giờ đây chúng tôi mới thấm thía câu nói: bảo hiểm nhân thọ là tình yêu thương ở lại ngay cả khi cuộc đời bắt ta phải buông tay. Yên nghỉ nhé, cô gái hiếu thuận Thanh Trúc. Em đã sống một cuộc đời trọn vẹn hiếu tình.